Quỳnh Hương xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, hôm nay Quỳnh Hương đến với quý vị một lần nữa để giới thiệu về sản phẩm tế bào gốc Riruma. Nhưng cái đặc biệt hơn nữa là hôm nay chúng tôi lại còn có sự hiện diện của Trọng Thắng. Tại sao mời Trọng Thắng ngày hôm nay? Vì cùng là tế bào gốc. Xin cảm ơn chị Quỳnh Hương rất nhiều. Và Trọng Thắng xin thân ái gửi lời chào đến quý khán giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Trọng Thắng rất là vui được gặp gỡ cùng với lại chị Quỳnh Hương và để gửi đến cho quý khán giả những cái thông tin về những cái sản phẩm liên quan đến tế bào gốc mà chị Quỳnh Hương đã trong suốt 3 năm qua giới thiệu về cái sản phẩm Riruma. Một trong những cái sản phẩm mà chị Quỳnh Hương đưa cho Trọng Thắng xài thử thì thưa quý vị, chỉ trong vòng có một tuần lễ thôi là bắt đầu thấy có hiệu quả. Hôm nay cứ ra có vẻ hơi căng căng một chút xíu thưa quý vị. Nếu mà mình nói đến tế bào gốc Riruma thì tại sao nó đem đến cái kết quả mà căng căng cái da của mình, là bởi vì nó tái tạo làn da của chúng ta, chỉnh sửa lại những tế bào già nua cằn cỗi. Bây giờ hôm nay mình nói cái câu mà ông bà chúng ta thường hay nói là trong uống ngoài thoa. Đúng. Thì ở ngoài là Quỳnh Hương lo thoa, nhưng mà nếu mà nói uống thì Quỳnh Hương phải mời Trọng Thắng nói về stemamin, tức là tế bào gốc để mà uống. Dạ vâng, cảm ơn chị Quỳnh Hương rất nhiều. Và thưa quý vị, là cái sản phẩm mà Stemamin mà chị Quỳnh Hương mới vừa nói và Trọng Thắng cũng muốn xin trân trọng giới thiệu cùng với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình trong ngày hôm nay. Như quý vị thường theo dõi những cái chương trình khác giới thiệu về những cái sản phẩm liên quan đến tế bào gốc, thì Stemamin là một sản phẩm chiết xuất từ tế bào gốc thực vật, thưa quý vị, mà trong đó nó phần lớn là từ tảo biển. Và như quý vị biết rằng là người Nhật thì chị thấy không, họ sống cả hơn 100 tuổi mà vẫn khỏe, vẫn mạnh. Và cái lý do là họ ăn cái đồ biển rất nhiều, và đặc biệt là những cái tảo biển. Và cái stemamin này thì cái tế bào gốc họ chiết xuất một phần từ tế bào biển và một số những cái thực vật khác mà giúp để mà tái tạo lại những cái tế bào mà khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì những cái tế bào đó nó bị mất dần đi. Và để mình muốn kiếm lại một cái tuổi xuân thì ngoài những cái sản phẩm Riruma mà chị Quỳnh Hương giới thiệu đây, thì quý vị thoa vào thì nó có những cái tác dụng ngay lập tức lên trên những cái làn da của mình, nó giúp tái tạo lại làn da. Và mỗi một năm mình một lớn tuổi thì cái độ đàn hồi của da nó lại càng bị giảm xuống. Đúng, cho nên đó là cái lý do mà da mình nó cứ trùng xuống, và mỗi lần mà soi gương thì lại buồn thêm, không thưa chị? Cho nên một ngày gần đây quý vị sẽ thấy là Trọng Thắng sẽ trẻ vô cùng. Thưa quý vị, nếu mà mình nói đến trong uống ngoài thoa thì mình phải nói như thế nào để cho quý vị cảm thấy rằng là mình mua một cái loại serum để mà mình thoa cho da của mình, rồi mình uống một cái loại tế bào gốc để cho cơ thể của chúng ta được tái tạo, tức là gì? Mình làm cho làm sao ở trong mình khỏe mà ở ngoài mình vẫn đẹp. Vâng. Cái điều đó rất là quan trọng. Mà cái đặc điểm hay của tế bào gốc Riruma là tất cả quý ông lẫn quý bà, ai sử dụng cũng đều có cái tác dụng và cái hiệu quả giống như nhau. Như là Trọng Thắng vừa mới nói là chỉ xài trong vòng 1-2 tuần mình cảm nhận được cái sự khác biệt trên làn da của mình. Vâng. Khi mà mình thoa cái serum này ban đêm, sau một giấc ngủ đêm của mình thì những cái tế bào nó được tái tạo lại qua một đêm, cho nên nó tạo được cái làn da tươi trẻ. Bây giờ mình nói đến hôm nay, nếu như mà Trọng Thắng và Quỳnh Hương đem đến cái sản phẩm trong uống ngoài thoa, quý vị gọi cho chúng tôi để quý vị có sản phẩm này, thì có gì đặc biệt chắc Quỳnh Hương phải nhường cho Trọng Thắng chứ. Thưa quý vị, xin phép để nhắc lại cho quý vị biết là trong chương trình kỳ trước mà chị Vi Hương cũng như là Quỳnh Hương giới thiệu là mua một Riruma thì được tặng một bộ là 5 sản phẩm khác nhau, và đó là một trong những cái tặng phẩm và rất là đặc biệt của Riruma. Dạ, tế bào gốc trong trong dịp này, thì quý vị xin gọi ngay để quý vị có được những cái sản phẩm cũng như là những cái tòa tặng phẩm rất là giá trị. Đặc biệt nếu mà quý vị nào muốn trong uống ngoài thoa mà không muốn là trong héo ngoài tươi. Muốn là ngoài tươi mà trong cũng tươi luôn. Đúng thưa chị. Thì thưa quý vị phải mua thêm cái tế bào gốc mà stemamin này để quý vị uống vào bên trong, thì quý vị sẽ thấy rằng là sẽ có những cái sự biến chuyển một chút ở trong cái cơ thể mình. Quý vị sẽ cảm thấy mình khỏe hơn, và sẽ có, nó sẽ tái tạo lại không chỉ những cái tế bào gốc mà về da, mà còn những cái tế bào gốc ở trong cơ thể mình, các cơ quan nội tạng mà nó cần với lại cái tế bào gốc stemamin này để cho chúng ta tái tạo lại cái sức khỏe của mình. Quý vị nào đặt mua ngay bây giờ thì thưa quý khán giả, quý vị mua một được tặng một chai này nữa, và kèm theo đó thì quý vị lại được tặng thêm một cái chai dầu, và ngoài ra thì quý vị sẽ có được một cái chai nhỏ stemamin 10 viên, là một cái món quà tặng thêm cho chúng tôi để quý vị có thể giới thiệu đến người thân bạn bè để mua. Thì xin quý vị hãy gọi ngay cho số điện thoại trên màn ảnh nhỏ.
Vâng, để mà nói thêm một tí xíu nữa, Quỳnh Hương cũng học được anh Trọng Thắng nói rằng là cái chai tế bào gốc mà để mà dinh dưỡng lại những cái tế bào già nuôi cằn cỗi của mình, chỉnh sửa nó lại đó, nó có một cái chất để mà nó đẩy độc tố mà nó làm cho tốt gan. Thì những cái vị nào được gọi là sertraglutathione thì cái chất này nó sẽ tẩy được những cái độc tố trong cơ thể của chúng ta và làm cho cái thận, cái gan của mình nó sạch, thì cái làn da của chúng ta nó sẽ được ảnh hưởng tốt vô cùng. Còn gì bằng trong uống ngoài thoa. Để quý Hương nhắc với quý vị, tế bào gốc Riluma ngày hôm nay quý vị mua một chai chỉ có 160 đồng mà quý vị được tặng the whole set, tức là nguyên một bộ để quý vị sử dụng. Trong đó có một chai để mà rửa mặt, kế bên là chai dưỡng da, rồi ngoài ra còn có cái kem chống nắng 50, SPF 50, và đặc biệt là cái chai aloe vera này. Những quý vị nào nhiều khi trời mà thay đổi thời tiết nó làm cho cái da mình nó cảm thấy ngứa ngáy, bị dị ứng, thì quý vị thoa một lớp mỏng aloe vera là nó sẽ dịu ngay cái làn da của mình. Đây là the whole set, nguyên một set để tặng, mà quý vị chỉ mua có một chai tế bào gốc Riluma mà thôi. Một chai 160 mà được tặng quà ngang giá cũng 160 luôn thưa quý vị. Chúng tôi phải cạnh tranh với lại trong uống nữa chứ, phải không thưa quý vị? Nhắc lại một tí xíu nữa những cái quà tặng hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn chị Quỳnh Hương rất nhiều. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay quý vị gọi ngay cho công ty của chúng tôi thì quý vị mua một chai, được tặng một chai cũng 90 viên. Và với 90 viên thì quý vị có thể sử dụng được trong vòng 2 tháng trời. Ngoài ra thì quý vị sẽ được tặng thêm một chai với 10 viên Stemamin ở bên trong đó, và kèm theo một chai dầu con gấu rất là đặc biệt và công hiệu. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị dùng thử cái tế bào gốc này, nếu như mà quý vị không thấy nó có hiệu quả thì quý vị có quyền mang trả lại cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền 100% cho quý vị. Như vậy là mình mới bảo đảm được cái sự dạ vâng, có nghĩa là cái công hiệu và cái hiệu quả của cái Stemamin này là có thật, chứ không phải là những cái lời mà quảng cáo chỉ có vu vơ mà thôi, phẩm sư chị Minh. Đúng như vậy thưa quý vị. Nếu mà mình nói rằng là có những quý vị khán giả nào đã sử dụng qua thì cái người khán giả đó là đây, Quỳnh Hương vừa uống vừa thoa. Thưa quý vị, nếu mà mình nói rằng là uống mà nó tốt cho tế bào trong cơ thể của chúng ta, nó dinh dưỡng trở lại, thoa để cho cái làn da của mình tươi trẻ thì nó quá tuyệt vời. Quỳnh Hương bảo đảm với quý vị, quý vị sử dụng tế bào gốc Riluma thoa trên làn da, quý vị uống Stemamin, tức là mình có thể nói là dược thảo tế bào gốc, thì chắc chắn 100% mình vừa khỏe mà lại còn trẻ đẹp. Cái điều đó không ai mà không muốn, phải không thưa quý vị? Quý vị nhìn thấy ở trên màn ảnh của chúng tôi số điện thoại, nếu quý vị mua tế bào gốc Riluma cũng có quà tặng giá trị, rồi mua Stemamin cũng có quà tặng giá trị, cho nên quý vị gọi ngay hôm nay để được những món quà tặng này. Cảm ơn chị Quỳnh Hương rất nhiều. Và thưa quý vị, chị Quỳnh Hương mới nhắc cho Trọng Thắng thêm một cái thông tin để cho Trọng Thắng có thể gửi đến cho quý khán giả, đó là trong cái chai Stemamin này, ngoài cái tế bào gốc thì còn có kèm thêm những cái vitamin B, vitamin B nhiều loại khác nhau để bồi bổ sức khỏe cho quý vị. Có nghĩa là không những là nó tái tạo lại cái tế bào của mình ở trong người, những cái mà tế bào mà mỗi khi mà mình lớn lên thì nó bị mất dần đi. Ngoài ra thì nó còn có thêm vitamin B để mà bồi bổ cơ thể của chúng ta. Cho nên đây là một dịp rất là phải gọi là may mắn để Trọng Thắng giới thiệu đến cho quý khán giả thông qua chương trình của chị Quỳnh Hương. Mua một được tặng một, và kèm theo quý vị lại được tặng thêm một bộ gồm 10 viên Stemamin kèm với lại một chai dầu con gấu. Và song song với đó thì chị Quỳnh Hương lại còn có thêm một cái bộ Riluma để gửi tặng đến cho quý khán thính giả. Thì Quỳnh Hương nhắc lại nha, hồi nãy anh Trọng Thắng có nói rằng là trong cái chai này nó có tới 20 viên lận đấy, chứ không phải là 10 viên. 20 viên là mình uống được 10 ngày. Vâng vâng. Tức là 10 ngày, ý của Trọng Thắng nói là uống được 10 ngày. Mà nếu như không có kết quả là vì bất cứ lý do nào, quý vị có thể trả lại và công ty sẽ hoàn tiền trở lại. Và tế bào gốc Riluma, quý vị nhớ là mua một chai ngày hôm nay quý vị được tặng the whole set, nguyên một set, trong đó có sữa rửa mặt, có kem ẩm da, có kem chống nắng và aloe vera. Xin quý vị nhớ ghi xuống cái số điện thoại và gọi ngay cho chúng tôi. Và ngoài ra, những giây phút cuối cùng, xin giới thiệu đến quý vị một cái app mà không thể nào mà chúng ta không có được, đó là vinaott.com. Quý vị nhớ vào app này để xem những cái bộ phim mới nhất, có phải vậy không Trọng Thắng? Dạ thưa vâng, cảm ơn chị Quỳnh Hương rất nhiều. Chúng tôi không còn nhiều thời gian, mời quý vị hãy vào ngay vinaott.com để quý vị có thể biết thêm chi tiết. Một cái chương trình mà coi phim bộ lồng tiếng ở trên tất cả các máy tính bảng, máy điện thoại di động và kể cả TV tại gia. Xin cảm ơn chị Quỳnh Hương rất nhiều. Cảm ơn Trọng Thắng. Kính chào quý vị.